chào quý vị, hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 5 năm 2023. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hôm qua Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị về tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham dự. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, trong 5 tháng đầu năm, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố đã cho ý kiến các cuộc họp kinh tế xã hội, các cuộc họp lấy ý kiến định hướng lớn cũng như tháo gỡ những vướng mắc khó khăn. Về kinh tế có chuyển biến tích cực thể hiện qua các chỉ số. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 5 năm 2023 ước đạt khoảng 99.147 tỷ đồng, tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu ngành du lịch trong tháng 5 ước đạt 15.624 tỷ đồng, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm 2022. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 ước tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 5,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lĩnh vực kinh tế cũng còn nhiều yếu tố cần quan tâm như đơn hàng, hàng tồn kho, thủ tục phòng cháy chữa cháy, dự án đầu tư còn khó khăn, nên đặt vấn đề cần phải tập trung hơn nữa, quyết liệt hơn nữa. Tiêu dùng thì chúng ta sẽ tập trung và tập trung quyết liệt cái nội dung này để chúng ta củng cố cái thị trường thành phố này, để chúng ta khai thác cái thị trường trong nước và chúng ta hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường nước ngoài có trọng tâm trọng điểm, có cái là thị trường ngách, nhưng có cái nó cũng là thị trường lớn. Đầu tư công tuy có tăng, phải nói là sơ kết quý 1 chúng ta là 1.600 tỷ, thì bây giờ chúng ta trên 9.000 tỷ. Thì trong vòng gần 2 tháng vừa qua thì chúng ta đã giải ngân gần 8.000 tỷ. Thì đây là một nỗ lực rất lớn. Tuy nhiên, nó có mấy cái ý mà trong giải ngân. Đó là chúng ta tập trung nhiều cho vành đai 3 thì một số dự án khác nó lại không được tập trung đồng đều. Thứ hai, giải phóng mặt bằng vẫn là khâu chậm. Và thứ ba, giờ này vẫn còn một số thủ tục dự án là chưa được tập trung để hoàn tất. Mà mục tiêu của chúng ta là đến cuối tháng 6, giải phóng mặt bằng là phải đạt 70% trở lên để đủ điều kiện khởi công. Thủ tục dự án là phải xong. Thì đó là cái ý mà Ban cán sự sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo. Trong 6 tháng cuối năm, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tập trung lãnh đạo 6 nhóm nhiệm vụ, gồm lãnh đạo tập trung thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các chủ trương của Trung ương, sơ kết nửa nhiệm kỳ về kinh tế xã hội, kết quả thực hiện 49 đề án của mảng kinh tế xã hội gắn với triển khai nghị quyết 24, nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và chuẩn bị triển khai ngay kế hoạch thực hiện nghị quyết thay thế nghị quyết 54 khi Quốc hội thông qua. Tập trung lãnh đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để nhanh giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm là đến cuối tháng 6, tức là hết quý 2 sẽ đạt 35%. Tại hội nghị, các thành viên trong Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt đạt được, những hạn chế khó khăn cần tháo gỡ trong thời gian tới để kinh tế phát triển. Trong đó, đa số ý kiến đều đề nghị cần tập trung vào kích cầu du lịch trong dịp hè tới. Sắp tới thì chúng tôi cũng đang đề xuất với Sở Du lịch tổ chức cái tọa đàm về giải pháp sáng kiến tham gia hoạt động kích cầu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Mà ở đó chúng tôi đang có kết nối với một số ngân hàng thương mại và họ sẵn sàng xem xét để mà gia giảm cái điều kiện tài sản bảo đảm, tăng cái khả năng dựa vào dòng tiền để người ta cho vay. Thì cái này nó liên quan tới cái sức khỏe của doanh nghiệp. Khối bán buôn bán lẻ nó chiếm cỡ khoảng 60% cái doanh thu thương mại dịch vụ. Thì cái nhóm này nó tăng nên nó mới giữ được cái nhịp thương mại dịch vụ của toàn thành phố tăng. Phải có những biện pháp nuôi dưỡng và kích tổng cầu trong khi thị trường xuất khẩu đang gặp khó. Sẽ tiếp tục thực hiện cái khuyến mãi tập trung và tôi nghĩ là cái mùa hè sẽ là mùa du lịch và mùa mua sắm để chuẩn bị cho thị trường. Thì nó là cái cơ hội để chúng ta tiếp tục làm. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố trong thời gian qua đã bám sát các chức năng nhiệm vụ được giao. Dự báo tình hình thế giới vẫn còn nhiều biến động, vì vậy Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thống nhất với nhận định của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân về những phương hướng sắp tới với những nội dung cần tập trung. Trước hết là Ban cán sự Đảng cùng với các thành viên của Ban cán sự, các thành viên ủy ban và các cơ quan trong hệ thống chính quyền của thành phố, nhất là người đứng đầu, phải kiểm tra rà soát toàn bộ phần việc của mình được giao cho đến giờ này. Cái nào trong nhiệm kỳ
cái nào giữa nhiệm kỳ, cái nào tiến độ thời gian, những cái việc đã làm, những việc đang làm, những việc sẽ làm. Nếu chậm thì có lý do và phải giải trình cho được lý do và có phương hướng thực hiện trong thời gian tới. Còn đầu tư công thì bây giờ phải phân ra những cái dự án lớn, dự án trọng điểm cần quan tâm, nhưng không phải chỉ tập trung lo những cái dự án lớn rồi những cái dự án còn lại đó là chúng ta lại để kéo dài thời gian là không được. Phải phân công trách nhiệm rõ ràng, thực hiện cho nó đồng bộ, hiệu quả chung, góp phần với nhau. Để làm thế nào đó, cái đầu tư công là góp phần cho cái cùng với lại nó là kích cầu tiêu dùng, về chi tiêu công nó góp phần cho cái tăng trưởng. Thứ nữa là trách nhiệm của từng thành viên, nhất là người đứng đầu ở các cấp đó, là các đồng chí phải nâng cao lên. Còn ai mà nói là tôi bây giờ tôi không có dám nghĩ, không dám làm, không gì hết thì nói thẳng đi. Chúng ta cũng có cách để chúng ta tính toán thôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng là các đồng chí không có đồng chí nào như thế, nhất là các đồng chí đứng đầu. Tiếp thu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy thành phố Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi đề nghị từng thành viên trong Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố với vai trò trách nhiệm được phân công của mình sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, tháo gỡ những khó khăn trên từng lĩnh vực mình phụ trách để đạt được kết quả cao hơn trong thời gian tới. Thưa quý vị, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm, cũng như ưu đãi về thuế phí hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu được thông qua thì những chính sách đột phá này sẽ giúp cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố và các vùng lân cận. Nền tảng quản trị số giúp kiểm soát toàn bộ dây chuyền sản xuất từ xa là giải pháp đang được doanh nghiệp này nghiên cứu phát triển và dự kiến ra mắt thị trường vào cuối năm nay. Với mục tiêu đạt doanh thu 10 tỷ đồng một năm, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sẽ ở mức khoảng 200 triệu đồng theo mặt bằng chung cả nước. Nếu được thí điểm miễn giảm thuế như đề xuất của thành phố, doanh nghiệp sẽ có thêm nguồn lực hàng tỷ đồng trong những năm tới để tái đầu tư phát triển. Cái việc đầu tư cho phát triển thì chúng ta phải đầu tư vào những cái nơi nó có tiềm năng. Thì thành phố Hồ Chí Minh là một cái đầu tàu về kinh tế và trung tâm của mọi các cái hoạt động kinh tế, nó nằm ở đây cũng như là sản xuất công nghiệp và những cái khu vực phụ cận. Thế thì cái câu chuyện mà thúc đẩy cho các cái doanh nghiệp được ưu tiên các cái chính sách về thuế thì chính họ, các cái nguồn lực đấy họ cũng sẽ tham gia vào để đầu tư cho cái sự phát triển chung của thành phố thôi. Thưa quý vị, bên cạnh việc đề xuất thí điểm giảm thuế đối với các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp khoa học công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh, nghị quyết mới thay thế nghị quyết 54 còn đề xuất một số chính sách ưu đãi về thuế phí đối với các nhà đầu tư chiến lược, danh mục bao gồm các ngành công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, tự động hóa, vi mạch bán dẫn, năng lượng sạch, vật liệu mới và nhà đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Theo dự thảo nghị quyết mới, nhà đầu tư chiến lược sẽ được hỗ trợ một phần chi phí của dự án đầu tư từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách thành phố, được tính vào chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển R&D bằng 150% chi phí thực tế của hoạt động này khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhà đầu tư chiến lược cũng sẽ được hưởng chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan và thủ tục về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của dự án đầu tư thực hiện tại thành phố. Đất công nghiệp thành phố thì càng giảm, chúng ta không có những cái đất lớn như các tỉnh xung quanh hoặc là những dự án về thương mại dịch vụ thì với cái giải phóng mặt bằng rất là khó khăn vì chúng ta là một đô thị đã định hình và đã phát triển trước trong một thời gian rất là dài. Thay vì tập trung vào những cái chuyện đó thì trong cái đầu tư chiến lược chúng ta xác định ra những cái nhóm nhà đầu tư chiến lược, nhóm ngành nghề nhà đầu tư chiến lược rất là quan trọng, sử dụng cái quỹ đất không nhiều của thành phố nhưng tạo ra một giá trị thặng dư lớn. Việc thu hút về số lượng nó sẽ bù đắp lại những cái phần về giá trị và như vậy về nguồn thu thì không thay đổi. Và thật sự nhân sự của thành phố Hồ Chí Minh không phải chỉ ở góc độ là con người của thành phố Hồ Chí Minh mà đều là con người của các tỉnh thành khác đến đây đóng góp. Như vậy không có sự chênh lệch mà ở đây mình chỉ đưa ra một cái chính sách để đảm bảo được thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung phát triển mạnh và có sức hút.
Với vai trò là trung tâm kinh tế, thương mại, khởi nghiệp sáng tạo, chỉ cần có chất xúc tác như miễn giảm thuế phí, thành phố Hồ Chí Minh tự khắc sẽ mang về nguồn thu ngân sách xứng đáng. Điều này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu tạo điều kiện cho thành phố khơi thông nguồn lực, tạo đà phát triển, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh để tương xứng với vị trí đầu tàu của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Thưa quý vị, nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ có nêu rõ, vùng Đông Nam Bộ thời gian qua chưa phát triển tương xứng, hạ tầng giao thông và thể chế vượt trội, đặc biệt là thể chế liên kết cả vùng, chính là hai điểm nghẽn lớn. Chuyên gia cho rằng muốn tạo động lực cho cả vùng thì chính cực tăng trưởng là thành phố Hồ Chí Minh cần thực sự mạnh. Thành phố đầu tàu cần có cơ chế chính sách phù hợp, có tính chủ động trong giải quyết các mối liên kết, đặc biệt là vấn đề về nguồn vốn để phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, qua đó tạo động lực cho cả vùng Đông Nam Bộ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, với dự án liên vùng, các cơ chế, chính sách vốn do Trung ương điều động triển khai, dĩ nhiên có sự phân cấp phân quyền cho từng địa phương ở từng dự án, song mức độ vẫn còn hạn chế. Chính vì thế, đề xuất của thành phố Hồ Chí Minh trong dự thảo nghị quyết mới thay thế nghị quyết 54 được sử dụng ngân sách thành phố để thực hiện dự án giao thông đường bộ có tính chất vùng liên vùng là cần thiết. Nếu như có thể thì chúng ta sẽ chủ động hơn nữa trong triển khai các dự án tiếp theo như vành đai 4 và các cái hướng liên quan đến hướng mà kết nối cao tốc với các cái tỉnh, đặc biệt là các cái tỉnh mà có kết nối với thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ tạo ra một cái chuỗi các cái hệ cơ sở tầng đồng bộ và cho cái sự phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Và cái điều kiện này thì nó sẽ giúp thúc đẩy về kinh tế và xã hội cho không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà cho cả vùng Nam Bộ cũng như cho tất cả các tỉnh lân cận. Chính cái liên kết vùng bằng các việc kết nối giao thông thì nó sẽ khắc phục những cái điểm còn hạn chế của một cái địa phương, đồng thời thì là bổ sung những nguồn lực và phát huy những cái điểm mạnh của các địa phương khác, thế và từ đó sẽ tạo ra một sức mạnh tổng hợp. Thế nên là cái việc mà trong cái nghị quyết lần này thì cho phép thành phố Hồ Chí Minh có thể là dùng cái nguồn vốn ngân sách của mình để đầu tư những cái công trình kết nối vùng, thì tôi cho rằng đấy là một việc làm hết sức là cần thiết. Lãnh đạo thành phố cũng đã có các kế hoạch để mà phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ giữa thành phố và các địa phương, thì trong đó có cái xây dựng từng kế hoạch phát triển từng cái tuyến giao thông. Cái việc mà chủ động sử dụng ngân sách của thành phố sẽ kết nối được cái liên vùng nó nhanh hơn, nó đồng bộ hơn. Thúc đẩy kết nối liên vùng Đông Nam Bộ nhanh hơn, đồng bộ hơn là mục tiêu lớn, nếu không nói là đầy thách thức cho cả vùng. Áp lực đối với cực tăng trưởng thành phố Hồ Chí Minh không nhỏ, song chuyên gia tin tưởng nội lực của thành phố sẽ được phát huy mạnh mẽ nếu được trao cho tính chủ động hơn. Sẽ trao nhiều quyền chủ động hơn cho thành phố Hồ Chí Minh. Và cái này là cái điểm mấu chốt. Cái quyền đó nó thể hiện ở trong ngân sách. Nó thể hiện ở trong với cái tổ chức các cái hoạt động liên quan đến các cái nguồn lực của huy động và sử dụng các cái nguồn lực, cái nguồn nội lực rất lớn của thành phố. Tôi rất kỳ vọng rằng thành phố Hồ Chí Minh là một cái thành phố năng động sáng tạo và là một cái điển hình của cái nơi của những cái con người dám hành động, dám nghĩ, dám làm, thì chúng ta cần phải có được một cái cơ chế mạnh hơn, giao cho thành phố Hồ Chí Minh một cơ chế để có thể tự quyết được nhiều hơn. Khi mà chúng ta được phân cấp, được phân quyền và được sử dụng các cái nguồn vốn trên cơ sở nguồn vốn dồi dào hơn, và thứ hai là mình chủ động trong cái việc là định hướng cũng như là việc phân cấp triển khai các cái dự án chủ động hơn ấy, thì đồng nghĩa với việc là khi mà các nhà đầu tư đến thành phố Hồ Chí Minh thì người ta cũng biết được là như vậy thành phố Hồ Chí Minh đã có những cơ chế chính sách và thuận lợi hơn trong cái chính sách này, như vậy là cũng sẽ thuận lợi hơn trong câu chuyện liên quan đến cái hiệu quả của đầu tư của người ta, thời gian sẽ ngắn hơn, các thủ tục sẽ chủ động hơn. Cơ sở hạ tầng đi trước một bước sẽ kéo theo sự phát triển kinh tế xã hội cho toàn vùng. Những cơ chế đột phá sẽ góp phần giúp thành phố Hồ Chí Minh hiện thực hóa trọng trách to lớn của hạt nhân, đô thị đặc biệt đối với vùng Đông Nam Bộ nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung. Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ quan điểm đồng tình với một số nội dung như phát triển hạ tầng giao thông kết nối, trao quyền chủ động nhiều hơn để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu kinh tế. Tôi cho rằng cái việc quan trọng nhất đấy là chúng ta ban hành cái nghị quyết về cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta đã trao quyền nhiều hơn cho thành phố trong cái việc tự quyết định các cái vấn đề lớn. Bởi vì nếu như mà chúng ta không mạnh dạn trao quyền cho thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ giảm bớt cái tính năng động sáng tạo và hiệu quả. Vì sao tôi nói là giảm bớt cái tính năng động sáng tạo và hiệu quả? Bởi vì nếu như mà trao quyền để thành phố
tự quyết định một số vấn đề lớn như thế thì cái thủ tục hành chính nó sẽ giảm đi rất là nhiều, thậm chí là cắt giảm được thủ tục hành chính, nghĩa là chúng ta đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thì tôi hy vọng là cái nghị quyết lần này sẽ tạo ra cái điểm mới, điểm sáng cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển với 7 nhóm cơ chế đặc thù. Trong đấy có những nhóm cơ chế đặc thù thì kế thừa nghị quyết 54, và có những nhóm cơ chế đặc thù thì có những cái việc thì kế thừa các nghị quyết trước đó của Quốc hội đã cho phép các tỉnh thành phố như Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội được thực hiện, thì tôi nghĩ là sẽ rất là tốt. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, tài chính và thương mại của cả nước, và Thành phố Hồ Chí Minh phát triển thì không chỉ kéo theo cái khu vực Đông Nam Bộ phát triển mà còn kéo theo cái sự phát triển của cả nước. Và đột phá của Thành phố Hồ Chí Minh thì cá nhân tôi đánh giá là cũng phải cần thiết tạo điều kiện cho thành phố thực hiện thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Trong hôm nay, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại tổ dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Quốc hội sẽ nghe báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận tại hội trường dự thảo luật giao dịch điện tử sửa đổi, quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT656 tỉnh Khánh Hòa kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Capet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Quốc hội cũng sẽ nghe tờ trình báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi. Bản tin sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Vào ngày 29 tháng 5, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez kêu gọi tiến hành bầu cử sớm vào ngày 23 tháng 7. Quyết định này được đưa ra sau khi đảng của ông đạt kết quả không tốt trong cuộc bầu cử vừa qua tại các địa phương và khu vực. Ông Sanchez cho biết ông đã thông báo với vua Philip Đệ Lục về quyết định giải thể quốc hội. Trước đó, một ngày, Đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha PSOE của ông Sanchez cùng đồng minh kiến tả là Đảng Podemos đã chịu thất thế trong cuộc bầu cử địa phương trước Đảng Nhân dân PP và Đảng kiến hữu Vox. Dù cuộc bầu cử vừa qua chỉ ở cấp địa phương và khu vực, nhưng kết quả của cuộc bầu cử đã truyền tải một thông điệp rộng hơn. Đó là lý do tại sao tôi, với tư cách Thủ tướng và Tổng thư ký Đảng PSOE, phải chấp nhận những kết quả này. Trong cuộc bầu cử cấp khu vực ngày 28 tháng 5, Đảng PP có thể giành quyền kiểm soát chính quyền 8 khu vực từ Đảng PSOE, tùy thuộc vào kết quả đàm phán thành lập liên minh với Đảng Vox. Ở cấp đô thị, Đảng PP nhận được 32,5% phiếu bầu, trong khi Đảng PSOE nhận được 28,2% phiếu bầu. So với năm 2019, Đảng PSOE giảm 1,2 điểm phần trăm, nhưng Đảng PP tăng gần 9 điểm phần trăm. Cũng trong ngày hôm qua 29 tháng 5, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật cho phép tổ chức bầu cử tại 4 vùng lãnh thổ của Ukraine mà Moscow tuyên bố sáp nhập. Theo hãng tin TASS, luật pháp Nga trước đây không cho phép tổ chức bầu cử tại những khu vực đang được áp đặt thiết quân luật. Tuy nhiên, Tổng thống Putin đã ký luật điều chỉnh. Những vùng của Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập là Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson. Hiện đã được trao quyền để độc lập quyết định một số điều khoản của luật bầu cử liên bang, bắt đầu từ ngày bỏ phiếu trong tháng 9 này. Trong trường hợp việc tổ chức bầu cử hoặc trưng cầu ý dân tiềm ẩn nguy cơ, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga có quyền hoãn bầu cử cho đến khi mối nguy được loại trừ. Tháng 9 năm ngoái, Nga tiến hành trưng cầu ý dân và tuyên bố sáp nhập 4 vùng của Ukraine. Kiev, Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu cho rằng các cuộc trưng cầu ý dân và quyết định sáp nhập này không có cơ sở hoặc hiệu lực về mặt pháp lý. Quay trở lại với những thông tin trong nước, sau 4 ngày diễn ra hấp dẫn, gây cấn, sôi nổi, hội thi tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 đã khép lại với màn tranh tài giữa 10 đội xuất sắc nhất đại diện cho 10 cụm khối thi đua tại vòng chung kết xếp hạng. Tại vòng chung kết xếp hạng, đội công an Thành phố Hồ Chí Minh đại diện cho khối thi đua 8 đã xuất sắc vượt qua các đội thi còn lại để giành hạng nhất chung cuộc. Dự kiến lễ trao giải sẽ được diễn ra trong tháng 6 năm 2023. Hội thi nhằm tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu về phong trào thi đua yêu nước của thành phố, sự đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, công tác phát hiện, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt,
tuyên truyền và nhân rộng những mô hình hay, những phương pháp, những sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố. Thông qua hội thi, ban tổ chức cũng mong muốn tạo mối giao lưu, học hỏi những kiến thức, bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức phong trào thi đua, kỹ năng tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, công tác xây dựng điển hình tiên tiến, việc tuyên dương và nhân rộng điển hình tiên tiến của các đơn vị trên địa bàn thành phố. Thành phố Thủ Đức đã tổ chức đại hội chống oan Bác Hồ và tuyên dương gương dũng sĩ ngàn việc tốt thành phố Thủ Đức năm học 2022-2023. Dịp này có 96 học sinh đạt danh hiệu chống oan Bác Hồ và 60 dũng sĩ ngàn việc tốt được tuyên dương là những gương điển hình xuất sắc trong học tập, lao động, rèn luyện, là những bông hoa tươi thắm cho nghị lực vươn lên, chăm ngoan học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động đội và phong trào thanh thiếu nhi. Em rất vinh dự được là một trong các bạn của thành phố Thủ Đức nhận danh hiệu chống oan Bác Hồ tiêu biểu thành phố Thủ Đức. Em rất vui và em cảm thấy rất là tự hào, cũng cảm nhận được sự quan tâm của hội đồng đội và nhà thiếu nhi dành cho chúng em. Đây là cả một quá trình học tập và rèn luyện. Em cảm thấy rất là vinh hạnh khi được nhận dũng sĩ nghìn việc tốt toàn quốc cấp trung ương. Bản thân em thấy rằng là em cần phải cố gắng giúp đỡ các bạn bè xung quanh của mình để giúp cho các bạn tiến bộ trong việc học tập cũng như trong vấn đề sinh hoạt của cuộc sống. Ngày hội cũng tạo môi trường để các em đội viên, học sinh gặp gỡ, giao lưu, lan tỏa những hành động đẹp, việc làm tốt, tinh thần đoàn kết, chăm ngoan thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế ý nghĩa và thú vị như lắp ráp Robocon kích thích tính sáng tạo và đam mê khoa học kỹ thuật, hỏi đáp bằng tiếng Anh trắc nghiệm kiến thức hay các trò chơi dân gian để tìm hiểu về văn hóa và truyền thống dân tộc. Nhằm giúp người bệnh được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, Bệnh viện Bình dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình tầm soát miễn phí bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản cho người dân. Đây là căn bệnh được ghi nhận có khoảng 7 triệu người dân Việt Nam mắc phải vào năm 2022, nhưng đến 60% trong số đó không được điều trị kịp thời, dẫn đến nhiều biến chứng. Người tham gia chương trình tầm soát miễn phí này sẽ được bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa của Bệnh viện Bình dân thăm khám chuyên sâu để tìm nguyên nhân thực tế nếu có và các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng bệnh. Đồng thời, các bác sĩ sẽ tư vấn về chế độ sinh hoạt, ăn uống để kiểm soát bệnh và các hướng điều trị cập nhật. Chương trình tầm soát miễn phí bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản sẽ diễn ra vào các ngày thứ bảy trong tuần tại khoa khám bệnh khu kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân từ 7 giờ đến 11 giờ 30. Người dân muốn tham gia có thể đăng ký trước qua tổng đài 1900 7123 của bệnh viện. Dự kiến chương trình sẽ kéo dài đến hết năm 2023. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.